Đạo Thiên Tâm á, là đầu tiên trên đọc thánh chỉ cho Thiên Tấn Việt này á, là Học Hoàng Trần Nhân Tông. Đức Thầy là người giáo huấn về bên đạo. Nhưng mà ở Việt Nam có một vị Phật của nước Việt, riêng nước Việt, đó là sư phụ của Học Hoàng Trần Nhân Tông. Thì ngày đầu tiên á, ngày nói á, con giống như con là đệ tử của ta, thì cứu dân độ thế, thì là nguồn gốc là hai vị Phật của nước Việt, đó là Phật Hoàng Trần Nhân Tông và Đức Thầy, hai người trực tiếp dạy ra cái đạo Thiên Tâm này. Sau đó chị là Thánh Mẫu Liễu Hạnh, rồi tất cả hội đồng chư Phật nữa, trong đó có tổ sư Bồ Đề Đạt Ma, Đặng Ma, rồi có Hòa Thượng Tế Công, rồi có mấy Phật Thích Ca, những vị Phật. Nhưng mà mấy vị Phật kia là vô vi, nhưng mà mình mấy vị biết mình rồi đó, vô vi ấy, nhiều khi nói chuyện dễ hơn, tại nó không có tốn wifi, phải không, không cần dial số nữa. Thì đó là cái xương thượng. Nhưng mà cái đạo là những tất cả những vị Phật đó đều tuân lệnh của cha của mẹ. Mẹ ra hai bài kính thiên, kính thiên đã chiếu xuống trần. Hôm nay kính thiên á, cái dấu hiệu Thiên Tâm nó mới vừa ở hiện lên ở Sài Gòn á, hai vì cho nên mình nói một mình Đức Thầy á, mà cái đạo Thiên Tâm cũng không đúng, nó có Phật Hoàng Trần Nhân Tông trong đó. Tại cái chiếu chỉ đầu tiên là do Phật Hoàng Trần Nhân Tông hạ chiếu chỉ xuống, con là con của Thiên Thượng, hôm nay xuống trần làm những chuyện vậy. Rồi sau đó Đức Thầy là người truyền giáo dạy. Cái chuyện này lớn lên ở Mỹ, kỹ sư biết làm gì, biết ốc dít sắt nhôm thôi à. Nhưng mà ngày hôm nay lên trên mạng nói chuyện kiểu này là tất cả nhờ các chư vị đó. Rồi bên kỳ cũng không có hiểu về chính trị, thì cũng phải nhờ Ngài Trận Đạo, là vua nước Việt, gọi là bên Hồng Thiên Sông Núi, Ngài Lê Anh Việt, Nguyễn Thái Học, với ông mà coi hết quân lực, giống như Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, giống như ông tướng Lê Anh Giang bây giờ vậy đó, mà mặt đời phải không, thì là Ngài Nguyễn Ông Trực. Rồi sau đó có những vị vua khác nữa, giống như vua Quang Trung, ông Trần Quang Khải, ông Sơn Tinh Thủy Tinh, núi Ba Vì, ông gì nhiều lắm, thần Hà Nội, thần Bến Nghé, thái thượng hải quân một tỷ, giờ ngồi không nhớ tên hết. Thì bên đó là dạy về chính trị mấy ông thần, bên đây mấy vị Phật thì dạy về đạo đức, nhưng mà đạo đức là chính. Thì từ đó mình mới biết được mấy cái này, chứ giờ không có mấy gì là mình đâu biết. Cho nên nói về sư phụ rất là nhiều sư phụ, cả mấy ông thần cũng có thể nói là sư phụ luôn, bởi vì mấy ổng không có dạy chính trị, mình đâu có biết. Là con đừng có lo, sau này việc trời thể chế mà vô thần á, tất cả nó sẽ đồng bộ và nó sẽ thay đổi cùng một lúc. Của Sisa sẽ trả về Sisa, giống như Hoàng Sa Trường Sa vậy, mình hay kể mấy clip cũ không. Rồi sau đó một cái thể chế mới, một cái nước mới gọi là Trung Cộng mới, và một cái nước Việt Nam mới, thì nó sẽ trả lại Nam Quan, nó sẽ trả lại Hoàng Sa Trường Sa cho con của ông trời. Chỉ có chân mạng thiên tử mới lấy lại hết tất cả những gì của cha của mẹ. Cả cái quả địa cầu này của mẹ lập ra, của cha lập ra, không của riêng một cá nhân nào hết. Thì khi một đứa con nó xuống muốn gì xin, thì những vị thần ở những cái lãnh thổ, ví dụ như mình muốn lấy Hồng Kông hay Quảng Đông, Quảng Tây, họ có người Việt nha, một trong trong giống Bắc. Mình không có cần tốn đóng tỷ tỷ mua vũ khí để đánh đánh qua Quảng Châu nữa, mình chỉ tốn ba cây nhang thôi, ra ngoài đó mua chừng bó nhang nha, rồi đặt cái bàn chừng dĩa trái cây. Con muốn lấy lại Quảng Châu, Quảng Tây, thì mấy ông thần ở đó ông đồng ý là từ từ là xây chuyển là xong,
cũng giống như cái kiểu mà 40 cây số xe tăng bị đông lạnh vậy đó. Nhưng mà đâu phải ai cũng làm được, đúng không? Ủng hộ Hoàng Sa. Còn cái nước Việt á, về mặt đời, cái gì nói là Hồ Chí Minh bán nước cho cái đảng Cộng sản thế giới lâu rồi. Không có những bàn tay nhiệm màu của thế giới vô hình của cha của Phật, thì nước Việt cũng giống như là Hoàng Sa, nó ra nó tuyên bố là Nam Sa. Nước Việt nó lên chỗ Lăng Ba Đình, nó tuyên bố đây là một cái tỉnh của Phúc Kiến. Thì bây giờ mình đâu còn chữ Việt Nam, ai đi vô Việt Nam là đi vô Nam Kiến, đúng không? Nó đặt tên là Phúc Kiến, là nước Việt Nam mình nhỏ xíu thì đặt là Nam Kiến. Rồi vô Sài Gòn thì nó đặt là nó đổi tên lại, nó không đặt đổi tên lại là Tập Cận Bình, chứ nó đâu để là thành phố Hồ Chí Minh nữa, thì đổi tên chứ ạ. Còn Hà Nội thì đặt tên là Mao Trạch Đông. Có quyền chứ bộ, nước của tao, tao muốn đặt tên thì tao đặt. Kiểu rồi dĩ hết mấy bà mấy cái tên đường bằng chữ Tàu. Tụi mày đọc được thì đọc, còn đọc được thì đi học. Tụi mày đi lạc đường ngắn chịu. Nhưng 3 tháng lại cũng mới học chữ Tàu hết xong luôn, đúng không? Nhưng mà ông trời đâu có để cho dễ dàng, nếu không nếu không thì giờ ở đâu có sắp sửa chia năm sẽ bảy đâu. Người tính không bằng trời tính. Cái gì nói trời ơi, mấy cái tụi thiên ma này á, tụi nó Atula không à, xuống trần nó khôn, nó tính chu đáo lắm. Nào là đường cắt lụa đó, tơ lụa, rồi nó đặt mấy cái huê khắp Âu Châu, rồi bán dẫn, rồi qua đây ăn cắp ba cái IP của Mỹ, di mạch của Mỹ, rồi bỏ tiền đi mua đóng đất ở bên Mỹ nữa nè. Bữa nay bên Texas về tao đấu cho mấy người Trung Cộng qua mua nữa. Ở Việt Nam mình á, thì nó đặt ra mấy cái nó mua đó, lấy mua sổ đỏ mình bằng cách nó lấy tiền rồi nó đi vùng quê á, ai mà có cái ID á đánh bài cái là về nhà thua, không thua nó thì về nhà lấy sổ đỏ ra đưa nó, xong thì nó lấy đất mình kiểu vậy đó. Cho nên coi chừng nó sắp sửa là làm một cái bản tuyên bố đây là Nam Kiến, tức là nước Việt Nam nó dẹp đổi Nam Kiến, tỉnh Phúc Kiến. Tại cái lá cờ đó, lá cờ đỏ sao vàng á là y chang như của Phúc Kiến. Bây giờ ở trong phòng này có nhiều người ta, bây giờ ở đây quý vị nào nói giơ tay lên nha. Bất ngờ có thể là thí dụ nè, mình nói mình giả thiết mình đang ở thời phong thần thì mình nói chuyện phong thần chút xíu cho vui nha. Giả sử như phong thần hai thiệt, nước Việt có vua thiệt, mình nói giả sử thôi, nào ngoan ngã mạng nha. Kiệt là vua thiệt, quý vị có nghĩ ổng làm quân sư cho Kiệt được không? Giơ tay lên ai nói không được. Đâu ai? Đâu có, không dám giờ, sợ ông quýnh, ông quýnh không có tới, tao được lắm. Chứ bây giờ, Lưu Bị mà cầm quân đi ra trận, mà Khổng Minh á, nói kiểu như vậy, sao quân sư nổi? Lấy microphone nói chuyện. Cái gì, vụ gì, vụ gì? Ở đời người ta nói về này, nhìn mặt mà bắt hình dong, con heo có béo bộ lòng mới ngon. Nghĩa là sao? Thì trời, con heo nó mập trương mà. Mình dốt mà nó dễ nghe chút. Mình đâu phải là nữ trương dương gà là con sĩ quan Đà Lạt đâu. Trời, con heo nó mập mập á thì cái bộ ruột nó mới ngon chứ. Còn cái con heo nó gầy vậy làm sao bộ ruột nó ngon? Con heo ghẻ không mà cho ngon. Ruột nó ngon được. Ý là cho nên ta nói là
nhìn mặt mà bắt hình dong, con heo có béo bộ lòng mới ngon. Thật sự á, quý vị đều xài. Cứ nghĩ ông làm quân sư được, chuyện đó ông làm được á. Bây giờ ông Thiên Ánh á, dạng ổng, hồi năm ngoái chết á, bây giờ á, là trở thành trẻ ba mấy tuổi đúng không? Trẻ lon ton ra đức thầy. Quân sư này còn hữu hiệu hơn nữa, quân sư không có thần thân người, là đi vô mấy cái tòa bạch ốc hay là đi lại kia nghe lén rồi về báo cáo lại mình còn lợi hại hơn. Quân sư này bỏ cái xác này là bả cháy luôn. Không, mình nói là ổng làm quân sư là số 1, rồi nhận cao đồ làm quân sư. Nhận rồi. Hả? Tại vì tại vì ổng mai mốt á, ví dụ mình đang họp phải không, cái mình nói quân sư cao đồ ngư đi vô họ nghe thử cái Biden đang bản gì về báo cáo lại, về ông báo cáo liền. Tưởng tượng là không làm được, được hết. Trời ơi, tiên nữ rồi đâu phải Trần Giang. Trần Giang đâu có khôn kiểu này. Trần Giang ngủ mê dưới, đi lòng vòng dưới lầu rồi nè. Đâu có hiểu trên này mình, này mình nói tiếng trời không à. Này là cô tiên tầng cao lắm á. Cho nên trí tuệ rồi siêu quần đó. Hơn người thường. Bữa nay ở Sài Gòn á, tại nãy thì muốn cho coi cái hình dấu. Cái này là không được. Có cái hình dấu thiên tâm nó chẳng gì, có thấy cái đó không? Nhiều người không thấy á, tính bỏ lên màn hình nhưng mà mới sao bỏ lên được. Chắc cái dấu thiên tâm xuất hiện sẽ có làm sao mà cái này nè, cái này là mới ăn. Hai cái này làm sao mà vô cái này something wrong. Nên chỗ này có nhiều cái phải học hỏi mới được. Kính à, ông quay là cái ống kính này thử căng bấm vào cái ống kính này coi thử cho nó ra hình đó không. Để nó đó đi. Đại khái quý vị đi coi trên mạng, đó là dấu thiên tâm thiệt đó, hiện trên bầu trời Sài Gòn. Kính thiên đã chiếu xuống trần rồi đó. Đó là giống như cái kính thiên vậy đó, đó là giống. Nên thời nay á, mình đừng có tưởng là cái trí óc của con người của mình, của mấy nhà lãnh đạo tài ba lỗi lạc và dùng hai cái bộ não mà hơn được bề trên, không có.